Hello mọi người, chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Tám Tòa TV nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đây không khí mùa xuân này bắt đầu xuân quý mão nó bắt đầu tràn về ở thành phố Hồ Chí Minh này nha mọi người. Rất là nhiều hoa đang được đổ về thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là hiện tại mình đang có mặt ở đường Tô Hiệu nha. Tô Hiệu Hòa Bình nha mọi người. Đây hiện tại là cúc đại nha. Đây mọi người, đó đây là đường Hòa Bình nha. Đó, phía trước trong như nước làm xe nha mọi người. Đây. Đó, hoa đó bắt đầu đổ về Sài Gòn rồi nha. Hoa mai nè mọi người. Đây. Ở đây là nói chung là nó sẽ chuyên về chợ hoa đó mọi người thấy không ạ. Ở phía dưới đất là nó có đánh lô số nè. Đó. Những cái lô bán hoa đó nhưng mà hoa nó chưa có lên hết. Nhưng mà đây là một cái điểm mà bán hoa xuân nha. Đây là cái điểm bán hoa xuân nha mọi người. Đây là cổng thị tạ Đầm Sen. Nói chung là mình đánh tại TV cũng cố gắng chia sẻ nhiều hơn để cho mọi người có thể cảm nhận những tình hình, những cái điểm mà chúng ta có thể vui chơi đó. Đây là người ta đang xuống mai nha mọi người. Ở đây xuống hoa mai nha. Đây là hạ tắc mọi người. Nói chung là cũng còn mới. Còn khoảng tầm tới hơn khoảng tầm 10 ngày nữa lần. Các bạn thấy mà, đó, không khí xuân nó bắt đầu tràn về thành phố Hồ Chí Minh rồi nha. Đó. Rất là nhiều loại hoa, đây là bày bán ở đây nha. Đó. Đây vẫn còn khá là nhiều lô. Đó, mọi người thấy mà, còn rất là nhiều lô nha. Đây là hoa giấy nè. Hoa giấy nha. Rồi đây là dưa hấu nè mọi người, đấy mà chưa có lên dưa hấu. Ở đây nha mọi người, đó người ta vẫn đang sẽ tiếp tục xuống hoa nha. Ở công viên quận 11. Tắc nè. Bông nhãn thọ tắc nha. Ở cái công viên này, cái công viên mà hàng đêm mà anh em nhà tắm hay ra chơi nha. Đó người ta này vẫn đang set up nè, đó nên nằm ở cổng nữa nè. Ở trong đó có hội chợ nữa nè. Ở đây có hoa nè mọi người. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục đây nè mọi người. Nói chung là nguyên một dãy này là không có trống nha mọi người. Đây là tắc nè. Không có trống đâu. Đó, tắc lớn luôn nè. Tại vì mình đi quay hơi sớm, người ta chưa có xuống hoa thôi. Chứ thật sự là rất là đông vui, náo nhiệt nha, tắt đó mọi người, đó. Rất là nhiều hoa nha, đó. Hoa nè, ớt nè. Ở chỗ này là mỗi năm nó đều bán ớt nha. Đó, mình thấy không ạ? Người ta gắn đèn là sẵn hết trơn nè, mấy trụ đèn trắng nè. Lại đây là có hết, có người thuê đồ hết rồi, nhưng mà tại vì tính tại rảnh lúc này, tính này quay để giới thiệu với mọi người thôi nha. Đó, thật sự là ở đây nó mới ăn bạc rất là đông, nhưng mà thật sự là bài bữa nữa là không có cho bán đâu. Đây là người ta đổ cây về, người ta bán cây hết. Để khu là cái khu mà mua bán gọi là cây cảnh đó mọi người. Hoa Tết đó. Mình thấy mà có cúc nè. Màu gà nè. Đó, vàng thọ. Mình thấy không ạ? Đó người nông dân mới đi một lần, người ta nè phía trong đó là có dừa kiển nữa, nhà thiếu nhi quận 11 á. Đó mình thấy không ạ? Người ta lên xe, lên hoa đồ các thứ là người ta phải lên xe tải vậy luôn á. Thật sự theo mình thấy thật sự là khó khăn luôn, tại vì mình thấy bán nói chung là cái người mua người ta cũng đợi tới gọi là sale giá rẻ cuối rồi kỳ rồi người ta mới mua mọi người ơi. Ở phía bên này nó cũng có bán luôn nha,
mà giờ ta chưa có đổ đó thôi. Rồi thôi, cũng tối rồi, chúng ta sẽ về nha. Chúng ta sẽ về TV xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và yêu mến gia đình đến tại nhà 8. Đến TV xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mong mọi người luôn theo dõi video, thấy hay gia đình 8 xin được like, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn tất cả mọi người.